Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 146, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: lúc nào thì cây ra hoa? Để trả lời được câu hỏi này, các em cần xem lại lý thuyết những nhân tố chi phối sự ra hoa, trang 143. Sau đây là lời giải chi tiết. Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp như tuổi, nhiệt độ, ánh sáng. Tùy thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hóa từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 2, trang 146, sách giáo khoa sinh học lớp 11.